Nghe sư phụ nói, tập 78. Thành công của đời người là nhờ vào sự dạy dỗ của thầy cô. Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 14 tháng 5 năm 2018. Đời này tôi được thành công là do hiệu trưởng dạy. Thời kỳ kháng chiến, trường trung học Đệ Tam Công Lập chuyên chiêu sinh học sinh lưu vong. Những học sinh không có nhà để về, không có người chăm sóc. Tôi học ở trong trường này, cho nên không đóng học phí, mà trường còn lo ăn lo ở. Kháng chiến thắng lợi, tôi rời khỏi trường học này. Thầy đã viết một câu lên nhật ký tuần của tôi. Tôi tin câu nói này. Thầy thật sự chiếu cố tôi cả đời. Thầy ghi trong nhật ký của tôi là: thứ nhất là thành thật, thứ hai là lý trí, thứ ba là độ lượng, cuối cùng là nỗ lực, con sẽ có tiền đồ rất lớn. Từ nhỏ tôi đã nuôi dưỡng ba điều này rồi. Nói lời thành thật, tuyệt đối không có một lời dối gạt người khác. Có được sự thành thật rồi, lý trí nhìn mọi việc khá sâu sắc, nhìn tương đối xa. Độ lượng, đây là khi đối người xử thế tiếp vật, người khác thích tiếp xúc với tôi, tôi tận tâm tận lực giúp đỡ người khác. Thật sự phản tỉnh, nghĩ đi nghĩ lại, cả đời này hoặc Phật Cam Châu nói với tôi, thọ mạng của tôi là 45 tuổi, ông nội của tôi mất năm 45 tuổi, bác trai, anh hai của cha tôi mất năm 45 tuổi, cha tôi cũng mất năm 45 tuổi. Người xem bói cho tôi nói tôi sống không qua 45 tuổi, cho nên tôi cũng định thời gian của mình là 45 tuổi. Tôi 33 tuổi xuất gia, 35 tuổi thọ giới. Sau khi xuất gia thì bắt đầu giảng kinh, dạy ở Phật học viện. Giảng kinh dạy học đã 60 năm. Tôi gặp Hoặc Phật Cam Châu năm 46 tuổi. Ngài nói với tôi, chúc phúc tôi. Tôi nói có gì để chúc phúc chứ? Thầy đã vượt qua cửa ải đó rồi. Thọ mạng của thầy rất dài, phước báo rất lớn. Ngài nói cho tôi biết nguyên nhân gì. Giảng kinh, công đức giảng kinh đã kéo dài tuổi thọ, tăng phước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.